chào mừng quý vị đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình quay sầu riêng mà nhiều sầu riêng rồi, quay thấp đấy các bạn. VIP Thái Lan, VIP Resort. Cảm ơn bao anh. Nhiều lắm mọi người. Hôm nay em Sương về Đồng Tháp à. Bà chủ đích thân vui luôn. Nhiều. Cái bên này là riêng 6 rồi mọi người. 6. Nói chung ở đây là chỗ 592. Phía trong kia sầu riêng đẹp không? Đẹp không? Đá trong kia đều không có gì. Bên đây cũng đều nè các bạn. Bên đây có ri sáo với là có thái luôn mọi người. Đó là một cái xoay cho mọi người. Cái này rất hơn 2 kg. Hơn 2 kg một chút. Chấp 3 một kg nha các bạn. Đây Sương về là làm khui chính hả? Bà chủ cho bốn muối luôn. Bốn muối luôn. Sầu riêng ở đây nhiều lắm không quý vị. Địa chỉ chỗ này là 592 Trường Chinh nha mọi người. Quay một vòng này, bên kia một món này, ở đây. Mình hay quay ở đây quay sầu riêng đó các bạn. Nói chung là hàng ngày luôn á, hàng ngày ghé đây quay sầu riêng chia sẻ với các bạn cập nhật giá rồi. Giá cả sầu riêng rồi. Cảnh khui sầu riêng cho các bạn xem. Đó, phía bên đây thì có thái này, ri sáo này. Đây đường phố này, đường phố này, quận Tân Bình này, xe cộ qua lại tấp nập luôn. Hôm nay là thứ sáu rồi, cuối tuần rồi quý vị. Rục rịch rồi, sắp Tết rồi. Xuất hiện nhiều cái trung tâm gọi là hội chợ thương mại rồi siêu thị, ta giảm giá quá trời, nhưng mà kiểu như bây giờ là người dân là công an việc làm thì hiện tại cũng có nhiều chỗ họ giảm lao động mà, cho nên việc mua bán cũng đi
mua sắm cũng e dè đó quý vị. Một giỏ này là một ngày làm hơn 100 kg một giỏ này, là hai cái giỏ này là 200-300 kg á các vị. Kiếm đầy đủ tiền không? Ông vừa sorry mà ông là có cái hạn mức nha các bạn. Một chín chín bốn bốn một tám tám. Giờ mà xe cộ quá trời quá đất rồi bạn. 8 giờ mấy gần 9 giờ. Đó. Quá trời rồi.